see that. Xin chào mọi người nha. Thật ra thì video buổi chiều nay mình đã làm xong rồi, bình luận và edit cũng xong rồi, khá là mất thời gian và cũng nói thật mình hơi đuối, hơi mệt rồi. Tuy nhiên thì sau khi mà mình nghỉ, mình dậy thì mình thấy là game nó có sự kiện mới. Và nói thật thì mình kiểu 50-50 về cái sự kiện này quá, nên là mình lại phải làm video cho các bạn. Tại vì mình nghĩ các bạn cũng hoang mang, mới cả sợ sự kiện nó hết giờ ấy. Đầu tiên là cái này đây. Đây. Tìm thùng cho shirt. À đâu, nhầm. Tìm thùng cho vòng cung 12. Thoạt nhìn thì rất là ngon. Tuy nhiên ấy thì các bạn cần 30 lần để chắc chắn có thể nhận được khẩu vòng cung 12. Và có nghĩa là các bạn cần 1.500.000 tín dụng. Ở đây mình mới có 1.000.000 tín dụng thôi, nên là mình thực sự là không chắc là mình ăn nổi đâu. Đấy, chia sẻ thành thật với các bạn như vậy. Tiếp đến là có cả sự kiện Asia nữa, nhưng mà mình có con Asia rồi, nên là nó, mình không biết là nó có quay bằng Ecoin không, hay là nó có quay bằng tín dụng không, hay là nó quay bằng Ecoin á, chả biết nữa. Rồi, cái sự kiện vòng cung 12 này thì tạm gác lại một chút xíu nha. Chúng ta sẽ đến với sự kiện ở trong đây. Cái 2v2 này thôi không nói, đơn giản thôi, không có gì cả. Tiếp theo là cái làm nóng này đây. Cái làm nóng này thì mình đã hoàn thành xong một cái là nâng cấp cái ghép huyền thoại. À, mình lắp một cái vào, mình nâng cấp rồi mình tháo ra thôi, rất là đơn giản. Tiếp theo là nâng cấp level phi công bất kỳ 3 lần. Nâng cấp 3 con phi công ấy, nâng cấp level của nó ấy. Thì mình sẽ vào mình xem là mình có thể nâng cấp hay không nha. Mình vào túi đồ này, vào phi công này. Rồi con thứ nhất là Neymar cần 7.000 liền, không nâng được. Rồi con này cần bao nhiêu? 350. 350 thì được đấy, nhưng mà mình có 2.000 thôi. Con này cần 5.000. Wow. Không được rồi, thế này thì không ổn rồi. Con này cũng cần 5.000, không ổn. Thật sự là không được rồi. Sự kiện này thì không được rồi. Sự kiện này là vứt rồi. Thôi không được rồi. Mình không thể hoàn thành cái này được rồi. Cái thứ hai là nâng cấp robot hoặc vũ khí 5 lần. 5 lần. Wow. Khó rồi. Khó quá. Bây giờ thì có hai sự lựa chọn nha. Có hai sự lựa chọn. Đầu tiên là cái vòng cung này này, nếu mà các bạn không chơi thì các bạn vẫn có thể mua. Đấy. Với giá là 2.800, nhưng mà nó chỉ được 4 sao thôi. Có hai sự lựa chọn là các bạn không tiêu tín dụng nữa, mà các bạn để tín dụng, các bạn làm cái sự kiện này và để lấy 500 Ecoin cộng với phi công. Nhưng mà thực ra là có một cái không làm được này, nâng cấp phi công không làm được rồi này. Nâng cấp robot hoặc vũ khí 5 lần. Ở đây nó chỉ bảo nâng cấp thôi, chứ nó không bảo là các bạn phải nâng cấp hạng. Mình xem túi đồ với đã xem nào. Rồi, 5 lần. À, thử cái này đi. Mình nghĩ là mình phải thử cái này nhá. Đây, 5 lần. Rồi mình sẽ thử 5 lần ở đây nhá. Từ từ đọc lại chút xíu này. Mình cần đọc lại thật là kỹ này. Nâng cấp robot hoặc vũ khí nha. Hoặc nha. Đấy. Thì mình sẽ vào túi đồ này, vũ khí này, 1 sao này, 825 này. Rồi, cái này là dễ nhất rồi. Một lần này, ok. Tiếp tục, đây, 2 lần này, ok. 3 lần này, rồi. Nãy nó bảo 5 lần đúng không? Ờ, được 3 lần rồi. Và túi đồ này. Xem nào. Mình kéo hết xuống dưới xem mình có cái đồ phê nào. Đây. 4 lần này. Đây, 5 lần. Ok. Vậy là mình đã hoàn thành xong 5 lần nâng cấp và tiết kiệm nhất có thể nha. Rồi. Đã hoàn thành xong rồi. Mình cứ nhận luôn nha. Cứ nhận luôn cho nó đỡ vướng mắt nha. Rồi. Được 2 vé rồi. Tiếp theo là cái sử dụng 10k tín dụng trong cửa hàng. 10k tín dụng trong cửa hàng à. Trong cửa hàng đây này. Sử dụng 10k tín dụng. 10k tín dụng mình nghĩ mình sẽ mua ở đây. Mình sẽ mua, chắc chỉ có mấy cái này thôi, không còn cái nào khác. Có mỗi cái này là tín dụng thôi, không còn cái nào cả.
Rồi chắc chắn là sẽ mua ở đây rồi. Mình mua pháo xoáy đây. 10k tín dụng nha. Rồi 10k tín dụng. Và đây mình nhận tiếp. 10k tín dụng đã xong. Được 60 điểm rồi nha. Được 60 điểm rồi này. Và wow, nó bắt mình sử dụng 100 coin này. Nâng cấp cấy ghép sử thi 2 lần. Rồi thì mình sẽ nâng cấp cấy ghép sử thi nha. Game làm quả này hơi khoai nha. Nó bắt mình nâng cấp lắm quá. Nâng cấp cấy ghép sử thi này. Cài đặt này, nâng cấp này. Rồi, mình sẽ tháo nó ra này. Rồi mình sẽ lắp nó vào nâng cấp tiếp này. Ok, 2 lần rồi. Mình sẽ ra đây mình nhận nha. Phải phết đấy. Phải cẩn thận các bạn, phải tỉnh. Phải tỉnh, không thể bị lừa được. Rồi, còn một vé. Nâng cấp hạng. Nâng cấp hạng của robot một lần. Thực ra ở đây ấy, mình nghĩ cái này là được này. Mình nâng cấp hạng được này. Nâng cấp level phi công thì không này. Sử dụng 100 coin trong cửa hàng. À đây là sử dụng 100 coin trong cửa hàng. 100. Nếu mà tiết kiệm nhá. Nếu mà tiết kiệm thì thật ra ở đây mình có hai lựa chọn này. Một là mua sử dụng 100 coin trong cửa hàng. Thứ hai là nâng cấp hạng của robot và vũ khí. Trên thực tế thì hầm này của mình thì mình nâng cấp hoàn toàn hợp lý. Đấy, hoàn toàn là hợp lý các bạn nhé. Tại vì cái con Panther này mình đang lỗi á, nên mình không muốn mua. Đấy, nếu mà nói thật với các bạn là cái tình trạng cái con Panther này của mình như này thì mình không dám hứa là mình bỏ tiền ra mình mua nó 2 sao thế này đâu. Chia sẻ thành thật với các bạn luôn á. Ở đây thì mình có rất nhiều thứ cần phải nâng cấp hạng này, như kiểu kill shot này, cực kỳ cần luôn á. 3 sao rất là yếu các bạn ạ, 3 sao rất là yếu. Tiếp theo là Zephyr này. Mấy con này thì cũng gọi là 16 năng lượng rồi, nó cũng tạm ổn rồi á. Stalker này. Những cái hoàn cảnh này các bạn phải suy xét thật là kỹ nha. Không là game nó lừa đấy. Con này cũng 16 rồi này. Mình nghĩ là đội hình này thì mình sẽ nâng cấp kill shot. Mình sẽ nâng cấp kill shot. Nhưng mà cũng cần phải quay cái đã nhỉ, xem có được 500 coin không. Từ từ nha. Lên xôi thử vận may cái đã. Ô, gần được phi công rồi này. Mình không phải nói phép chứ, sự kiện này mình quay được con phi công khoảng 500 coin là mình bỏ luôn rồi đấy. Thử phát nữa nào. Ui, gần được 500 coin kìa. Xem nào, từ từ. Để không bị lỗ các bạn nhá, phải giảm thiểu cái thiệt hại cho bản thân nhá. Cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho bản thân nhá. Rồi, bình tĩnh nào. Ok. Giảm thiểu thiệt hại hết, tối thiểu cho bản thân luôn á. Rồi. Không được rồi, không được rồi. Hoàn toàn là không được cái gì. Rồi xem lại tỷ lệ phát xem nào. Tỷ lệ nó vẫn 007 á. Chán thế. Vào lại đây này. Có nên tiêu 100 coin hay không nhỉ? Thực sự là con kêu sót này mình cũng... Đằng nào thì con này mình cũng phải nâng cấp á. Kiểu gì thì mình cũng phải nâng cấp con này luôn á. Mình nghĩ là nâng cấp kêu sót là hợp lý đấy. Mình nghĩ là rất là hợp lý rồi đấy. Chứ còn tiêu 100 coin thì nó cũng rất là phí á. Mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp kêu sót nha. Tại vì suy cho cùng á, thì con kêu sót này mình sẽ chơi lâu dài. Đấy, chắc chắn rồi, nó là điều đương nhiên. Mà hiện tại thì mình con này nó mới có 3 sao thôi. Đấy, 3 sao thì sẽ rất là khó khi lên cao đúng không? Mình không thể nào gọi là cứ để một con kêu sót 3 sao như vậy được. Thôi, mình sẽ quyết định nâng cấp nha. Thôi, nâng cấp các bạn ạ, đằng nào cũng vậy nha. Đây là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Đây là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Mình sẽ nâng cấp. Ok. Rồi nha. Đã được một con kêu sót rồi. Mình đã thay cho nó cái bộc phá 8 năng lượng. Bộc phá 8 năng lượng. Cận chiến, đây. Rồi, như này là đẹp rồi đấy. Ok, mình sẽ vào nhận nha. Điều này là điều đúng thôi, đúng đắn thôi. Mình cần phải làm thôi. Mình không có gì tiếc nuối cả. Rồi, nhận nốt cái này được 100 nha. Mình đã hoàn thành rồi. Nếu như mà mọi người không có đồ gì để nâng cấp ấy. Đấy, thực sự là không có một cái gì để nâng cấp ấy, thì các bạn hãy nghĩ đến cái chuyện là tiêu 100 coin để lấy cái vị ý. Rồi.
Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái 2v2 này thì nó có tận 2 ngày cơ, cứ gọi cho là 2 ngày đi nên cứ thoải mái. Đây chúng ta sẽ cần nói về cái sự kiện vòng cung nha. Mình quay nốt cái vế này cái đã. Quay nốt cái vế này cái đã. Ui gần được kìa. Tiếc thế, cứ cố lên nhá. Cứ cố lên, mình nghĩ là game nó sẽ không đến nỗi nào chôn chôn đâu. Đây, được rồi. Cái sự kiện vòng cung này nó còn một ngày cả 22 giờ thì thôi thì cứ gọi cho là 2 ngày đi. Và với 2 ngày đó thì chắc chắn mình không thể nào kiếm được thêm 500.000 nữa coin nữa rồi. Đó là điều chắc chắn xảy ra. Nên ở đây mình sẽ quyết định thử vận may với 1 triệu cái tín dụng này của mình nhá. Tỷ lệ nó chỉ có 0.49 thôi, nhưng mà đây là cái cơ hội rất rất hiếm hoi luôn á. Vòng cung bị giảm sức mạnh nhưng đây là vòng cung 12 và 5 sao các bạn ạ. Vòng cung 12 5 sao các bạn ạ. Đấy. Mà nó quay bằng tín dụng thì thực sự mình không thể bỏ qua cơ hội này được. Cái gì mình chê, cái này mình không chê. Các bạn nào mà sợ rủi ro thì các bạn thôi nhá. Mình nên vào đây quay thôi đi. Rồi, mình sẽ làm chuột bạch cho các bạn nhá. 1 triệu tín dụng có ra hay không? Bắt đầu. Lần thứ nhất. Bỏ qua này. Mình cứ chơi thôi. Cơ hội này nó rất rất là hiếm hoi luôn á, nhưng mà mình vẫn phải làm. Rồi, tiếp tục bỏ qua này. Rồi nha, kiếm được bản thiết kế cũng được. Rồi, ba bản thiết kế cũng được. Cũng được, không 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 sao cả. Ok nha. Mình giữ được cái coin là mình thấy vui rồi, còn lại thì mình cũng không quá là hối hận đâu. Tiếp tục nha. Thật ra là mấy hôm trước mình đang định dùng cái tín dụng để mình mua cái tia trọng lực rồi đấy. Thế nào mà trong bản thân mình lại bảo là thôi, đừng có mua. Rồi hôm nay nó ra cái sự kiện này. Phải chăng đó là điềm báo cho mình? Mình cũng không biết được. Phải chăng đó là điềm báo? Rồi ra bản thiết kế tiếp nha. Cố lên. Cố lên. Xem đây có phải là điềm báo cho mình hay không? Liệu rằng đây có phải điềm báo hay không? Bỏ qua cho nó nhanh này. Cơ hội thì rất là ít thôi. Mình nhắc lại là mình không không quá là tự tin về cái cơ hội mình nhận được vòng cung 12 đâu, nhưng mà đây vẫn là dịp cái một cái dịp dịp hiếm hoi các bạn ạ, nên là mình chơi thôi, mình ngại. Rồi tiếp tục nha, vẫn chưa thấy vận may ở đâu cả. Cố lên, tiêu hết hết luôn, mình ngại. Rồi lại tiếp tục ra những cái điểm này đây, vượt qua nha, gần hết rồi. Tiếp tục nào, còn 600 thôi, bỏ qua cho nhanh này. Vâng ơi, mở cửa ra. Ôi không được rồi, không được rồi. Cố lên. Hồi hộp quá các bạn ạ. Mình vẫn chuẩn bị tâm lý là không được cái gì rồi, nhưng mà thực sự vẫn hồi hộp á. Ôi kìa, ôi giời, nó cứ lướt qua mặt thế này á. Hồi hộp dã man. Cố lên nào. Ba la, cho ta ra vòng cung đi. Ôi không được. Cười cho nó qua đi chứ biết sao giờ. Cố lên nha, cố lên nha, cố lên. Cố lên. Bỏ qua này. Rồi, không không thấy đâu. Tiếp tục nào, tiếp tục, tiếp tục. Rồi, còn 460 thôi, cố lên. Có ra không? Ôi, ra bản thiết. Không được. Cố lên nào. Bỏ qua này. 410. Cổ vui gần tàn rồi. Ôi không được. Gọi là mình đi được 1 phần 3 chặng đường luôn á. Rồi 300 rồi. Rất là khó các bạn ạ. Rất là khó luôn. 1.000 nha. Rất là tiếc. Rất là tiếc. Rồi ra tiếp một cái bản thiết kế nữa. Tiếp tục. Rồi 260. Thôi mình không bấm bỏ qua nữa nha. Ôi nó lại lướt qua đời nhau thế kia kìa. Hết rồi. Vậy là chấm hết từ đây. Wow, 210. Rồi. Cố lên. Ôi không được, không được. Cố lên nào,
Cố lên. 160. Ây. Ôi không thể đâu rồi. Không được. 1 triệu là không ăn thua. Còn 2 lần quay. Còn 2 lần quay nữa thôi. Những nút bấm cuối cùng. Ôi không thấy rồi. Thôi đến đây là xác định luôn rồi. Ok. Rồi phát quay cuối cùng. Không có gì bất ngờ kia là nó không ra cái gì hết á. Ui. Tế này nó mới cay chứ nị. Lướt qua đời nhau. Làm cho nhau đau. Ôi my god. Rồi hết rồi các bạn ạ. Đấy các bạn có thể thấy là 1 triệu thì wow. Thế rất là khó. Sự kiện này nó ra cũng thôi mình cũng cày được. Mình cày được có ngần đấy thôi. 1 triệu tín dụng thôi. Cũng không hơn được. Nhưng mà nó lại một lần nữa thì các bạn cũng nên thử nha. Tại vì nó là tín dụng mà. Tín dụng mà. Thì các bạn cứ nên thử đi. Nhưng mà tầm 1 triệu hơn thì thử nha. Mình cũng mấy pha hụt rồi. Nói chung không sao cả. Không sao các bạn nha. Chúng ta không có gì phải buồn hết á. Không có gì nha. Các bạn cứ thoải mái thôi. Không có gì cả. Đây mình sẽ chơi vài trận 2v2 để khép lại cái video này nha. 10 triệu sát thương này. Đó. Đây, sau này mà mình muốn thì mình mua thôi. Sau này mà mình muốn thì mình mua thôi. Mình cũng được khá nhiều bản thiết kế nó rồi. Đấy, 2008. 2008 4 sao. Không sao cả. Thôi cứ tự động viên tinh thần là khẩu này giảm sức mạnh rồi, yếu không ai chơi. Đấy, mọi người cứ động viên tinh thần như vậy nha. Thì các bạn sẽ không thấy buồn hay là nuối tiếc gì đâu. Đấy các bạn cứ nghĩ trong đầu là ui dồi, khẩu này yếu rồi, có ma nó chơi. Chả qua là game nó cho thì mình gọi là rủ lòng thương. Mình gacha tí cho nó vui thôi. Đấy các bạn cứ phải chuẩn bị sẵn cái tâm lý như vậy nha. Thì các bạn chơi là mới vui vẻ được. Rồi mình sẽ kết thúc video mà một trận 2v2 nha các bạn nha. Hey shit nha. Ngày mai hôm nay cả ngày mai thì mình sẽ tiếp tục mình cày tín dụng tiếp. Nếu mà cứ đủ 50 thì mình lại quay thôi. Cứ đủ 50 thì mình lại quay. Nhưng bạn brick này lên cao thế này. Người không đây. Sniper nha. Đứng thế này thì xác định rồi. Đứng thế này thì xác định luôn rồi. Quá đơn giản luôn. Cố thôi, hên xui. Nó cũng chỉ bắt tín dụng thôi mà. Đây. Rồi nha. Bạn kia có bắn tỉa em đấy. Có làm gì được mình hay không? Rồi, định tiếp cận mình thì khống chế này. Ui, khó lắm. Đây đấy chợt nha. Bạn ý nghĩ cái gì vậy? Đòi tiếp cận để chơi mình á, nhưng đâu có được. Sẽ ra đây tiếp đúng không? Biết ngay mà. Solo à? Ui rồi chấp nha. Đòi solo với con này thì thôi thì anh bạn xác định luôn chứ còn cái gì nữa. Kéo ra đây mình bắn đập nha. Chạy rồi. Ok. Ui rồi. Khó thế. Bạn nóng vội dã man. Ra đây tiếp nữa đúng không? Rồi, không ra đây nữa rồi. Đồng đội tiên mình lên cao, bắn sau lưng này, đập này, rồi có xác định luôn. Cái tội quay lưng lại với mình à? Con gì đây? Cái tội, đâu rồi? Hết rồi à, ở đây ra bên này á. Mình chạy nhanh ở đây này. Đây đúng không? Ở đây này. Đâu rồi? Khó nhìn vậy khác. Rồi. HK. Mình cũng không biết nữa. Thử ra kill shot nha. Hình như anh bạn một bên anh bạn team kia AFK. Mình nắm bắt được thông tin này là mình lên mình chơi luôn. Chơi cái gì đây? Mình xin có khóa vào người mình hay không? Chơi sniper. Không phải. Thôi đừng để phế cả hai. Đừng. Trời ơi thanh niên tự nhiên giúp. Ê, trời ơi, tự nhiên giúp vào người mình á. Đúng là gặp mấy cái hoàn cảnh này thì mình cũng cạn lời luôn á, chưa biết sao bây giờ. Thôi anh ơi, đã.
kiểu rất là hăng máu nhá, cứ kiểu tê 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 lao lên á, chả cho mình chơi quái đi. Rồi rồi rồi, ui, bạn ơi, bạn đứng ở đấy à? Này thì đứng, này thì xác định luôn á, cái tội bắn mình này, cái tội bắn mình á. Đây này, anh bạn này đứng đây này, địa tâm ra đây khác này, bắn đập này, này thì đứng, khó mà đứng được không? Mình không có cái ghép nào đâu nha, mình bắn đập vẫn được, tốt nha, để bắn đây tiếp này. Rồi thôi thì xác định luôn. Đâu rồi? Đây. Panther dựng hàng rào lên. Rồi, mình bắn ra đây xem nào. Được. Ồ, bạn này có con gì đây? À, kill shot phóng lao à. Ui, thế mà nó vẫn bắn được vào mình ạ. Gắt đấy. Mình sẽ đợi cái khiên vòm mình ra để mình chơi nha. Mình đợi khiên vòm mình ra mình chơi rồi. Bắn mình á, bắn này. Rồi, một chút xíu nha. Một chút xíu gần hẹo nha. Làm được việc không đồng đội của tôi? Rồi. Rồi nha. Ôi, thế mà không được kìa, còn một chút kìa. Ok, win rồi. Rồi, MVP nha. Rồi, mình lại có hơn 50k tín dụng rồi. Vào quay thử phát cuối rồi kìa. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Quay thử phát cuối này. Umbala, cho ta vòng cung 12. Được đấy, game nó biết đùa đấy các bạn ạ. Game biết đùa đấy. Game này, nói chung là game nó biết đùa đấy. Mình sẽ còn 2 ngày. Mình sẽ cố cày lên 50k tín dụng lần nữa nha. Tỷ lệ 2% rồi này. Cố lên. Còn 2, 4, 6, 8 lượt quay nữa. Từ từ các bạn ơi, từ từ. Mình nghĩ thế này này, từ từ nha. Bây giờ mình đang có một cái kế này này. Bây giờ còn 2 ngày nữa đúng không? Còn 2 ngày nữa. 2 ngày là 2 ngày cả 21 giờ đi. Thì gọi cho là đến lúc 1 ngày cả 21 giờ đi. Chúng ta sẽ gọi cho là chúng ta sẽ cày đến khi còn 1 giờ. 1 giờ xem là chúng ta cày được bao nhiêu tín dụng. Rồi chúng ta sẽ quay. Quay rồi xem là nó còn thiếu bao nhiêu. Thì các bạn có thể dùng Ercoin để mua tín dụng. Tại vì sao mình lại nói ra cái điều này? Thì là do ấy, cái khẩu vòng cung này nó bán với giá là 2.800 Ercoin mà chỉ được có 4 sao thôi. Đấy, 2.800 Ercoin mà chỉ được có 4 sao thôi. Bây giờ thử xem tầm 2.000 Ercoin. 2.000 Ercoin thì các bạn cũng được tầm 2 lượt quay nữa đấy. Cũng được tầm 2 lượt quay nữa đấy. Đây này, 1.000 thì được. Ở đâu? 1.000 thì các bạn được 60 cộng 67 cộng 33. Thế 1.000 này đã được 2 lượt quay rồi các bạn ạ. 1.000 đã được 2 lượt quay mà các bạn mua 2.000 4 lượt quay. Không biết là trong 2 ngày thôi thì cố nhá. Cố nhá, mình sẽ vẫn tiếp tục mình cày nhá. Để xem trong 2 ngày mình có được 50k tín dụng quay nữa hay không. Rồi, tạm thời là video kết thúc như vậy đi. Mưu mô thủ đoạn thì rất là nhiều đây, không biết là có thành công hay không thì mình sẽ cố gắng mình cày nhá. Mọi người thì ai được rồi thì cứ khoe, còn bạn nào mà đang trong tình trạng như mình ấy thì thôi, các bạn cũng cứ kiên nhẫn nha. Được thì được, không được thì thôi. Đơn giản là như vậy thôi, chả có cái gì cả, đúng không? Ok, video của mình hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu như thấy video hay thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.